Hai. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker thôi. Thì hôm nay là một clip đặc biệt vào mùa dịch. Và hôm nay Minh sẽ đi mua đồ. Lần đầu tiên Minh bước ra ngoài đường hơn 20 ngày rồi anh em. Hôm nay là ngày nhiêu bí? Ngày 5 tháng 8. Nay là ngày 5 tháng 8 là hơn ở mình cách ly lâu lắm rồi, thì bây giờ là lần đầu tiên mình mới ra đường nha anh em. Có nghĩa là 15 ngày và một tuần chỉ thị 16 mình chấp hành rất là tốt và mình không hề đi ra ngoài đường. Mở ô khóa luôn đi nè. Mình không hề đi ra ngoài đường nha, bởi vì mình muốn chống dịch tốt nhất có thể. Và nhờ ơn những bạn đi tập thể dục, đi chơi, đi phượt, đi rất là nhiều. Nhờ ơn những người đi á, thì hôm nay là mình chịu hết nổi rồi. Thì đây là cái phiếu đi chợ đầu tiên mình phải đi để mình mua đồ ăn. Thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Thì nhờ ơn các bạn á, đi nhiều. Mấy bạn á, đi nhiều mấy bạn đợi hết dịch xong mà hết. Rồi một cái mình rất là khâm phục các bạn đó luôn. Là mấy bạn kia, bạn đói quá, bạn ra đường. Không biết mấy bạn ra đường, mấy bạn kiếm tiền bằng cách nào. Mình rất là khâm phục luôn. Tại vì cách ly hết rồi, ai cũng đóng cửa hết, thì kiếm tiền bằng cách nào mà rất là hay luôn. Mong những bạn mà đi ra đường á thì chỉ vài bí quyết kiếm tiền vào mùa dịch nha, đi ra đường để kiếm tiền. Ok. Mấy nhiều người thấy đi tập thể dục rồi đi chơi đồ vui lắm. Rồi thì mì tôm mình vẫn còn. Nhưng mà bây giờ là mình đuối lắm rồi. Nói chung là người rất là mệt rồi. Mình được phát phiếu đi chợ, mình đi theo đúng luật đó thì mình mới đi. Để mình bổ sung một xíu gì đó vô cho cơ thể nè. Mấy anh em nói là tủ lạnh đồ nhiều đồ ăn lắm nè. Đó, anh em thấy không? Cái này á là cô hàng xóm cho nè nha. Mấy trái táo à, bổ sung nè. Còn cá khô. Cá khô này là trước dịch mình tích trữ vẫn còn. Nhưng mà ăn nó đi toilet không ra. Ăn đi không nổi luôn anh em. Mình bây giờ muốn kiếm một miếng rau nào đó để mình bổ sung. Hơn 20 ngày rồi anh em, hơn 20 ngày rồi, rất là lâu rồi. Được, mì tôm mình vẫn dự trữ vẫn còn. Đó, chịu hết nổi không? Thì nhờ ơn của giờ mình phải đi sáng sớm anh em. Chứ tối là không có mua được nha anh em. Đi sáng sớm luôn á, 6:30 sáng. Đó, thì mình nói luôn là nhờ ơn của những người đi á. Mà không biết đi để làm gì, thà mình chịu khổ 15 ngày mới nói đúng rồi anh em. Thà mình chịu khổ 15 ngày thôi thì mình không chịu khổ nữa, lương thực mình cũng dự trữ đủ 15 ngày rồi. Cuối cùng đi cho lắm vô. Cuối cùng hả, không chỉ nói cho anh em nghe tình hình nha, không chỉ là Sài Gòn có dịch mà những tỉnh mà người ta trốn về vẫn có dịch nha anh em. Ví dụ như là ở Bình Thuận nè, ở quê Minh nè, hiện tại là dịch rất là căng luôn. Và phải áp dụng chỉ thị 16 cho Bình Thuận là Bình Thuận cũng cách ly 14 ngày nữa luôn anh em. Là có nghĩa là những người đi về những tỉnh khác cũng dính luôn. Thử hỏi anh em một điều thôi nha. Một điều thôi là chỉ cần 15 ngày đó mọi người cứ ở nhà giống Minh, chịu khó một xíu, thì nay đã không có nặng như vậy rồi. Đã không có tùm lum hết. Tự nhiên bây giờ Sài Gòn mà liên lụy những tỉnh khác luôn. Rồi mấy ông kia biện lý do là nói là đi về quê, cuối cùng lây cho dịch cho quê mình luôn. Nói chung là cũng đó, nhiều người nói, nói chung là chán lắm anh em. Nói chung là đủ thứ loại người hết, dịch đủ thứ loại người hết. Nên bây giờ thì ở ngoài đường rất là vắng anh em. Nếu như mà anh em đi mà không có lý do là anh em bị bắt liền nha anh em. Nên phải cầm cái tờ giấy này mới đi được đó nha. Không đi không thôi là bị phạt 2 triệu nha anh em. Đó. Thì kể câu chuyện cho nghe nè. Hồi đó ở đây cách ly anh em nhớ không? Là ở đây có mấy chú phụ hộ nè. Đó, còn đồ mà. Thì mấy chú bị kẹt á. Mấy chú nói là mình hỏi sao mấy chú không về, để mình trả lời cho anh em xem. Có nghĩa là mình hỏi tại sao mấy chú không về, thì mấy chú mới nói là bây giờ về thì nguy hiểm, phải ở lại cố gắng cách ly thôi. Về thì sợ ảnh hưởng người dân, ảnh hưởng gia đình, cho nên thôi mấy chú ở lại đây luôn. Chứ bây giờ về lỡ lây dịch nữa sao, xét nghiệm chưa chắc là chính xác mà. Mấy chú tội lắm. Đó rồi, đâu phải là người ta nghèo là người ta phải
chốn chua chốn lủi đi đâu, người ta vẫn cố gắng người ta cách ly á, cho nên ở sớm á ai cũng cũng mà hỗ trợ mấy chú đó. Đó, mình tính đi về luôn á anh em, đông quá mua không được, chắc đi về rồi lát rau á. Hiện tại mình vẫn đang ngồi chờ nè nha, mình vẫn đang ngồi chờ và mình cảm thấy là cái khâu bố trí lương thực thực phẩm á, nó hơi bị cùi á, nó hơi như xịt á anh em. Có nghĩa là những người không biết á, người ta lại nói là ở thành phố không có thiếu lương thực, không có thiếu này nọ, nhưng mà thực chất bây giờ có tiền anh em cũng mua rất là khó nha anh em, có tiền là mua cũng rất là khó luôn, không có dễ dàng gì đâu. Đó như mình anh em thấy đứng không, là nãy giờ là nửa tiếng rồi đó, cũng gần nửa tiếng rồi mà chưa có chạm vào được để mua nha anh em, vẫn còn xếp hàng rất là dài. Rồi có nghĩa là cái khâu lương thực thực phẩm nó cực kỳ khó mua, nó còn hơn cái thời bao cấp nữa anh em. Theo nhận xét cái thời bao cấp mà mình nghe kể lại từ bà nội, ông nội hoặc ba mẹ là nó còn khó khăn hơn cái thời đó nữa. Có nghĩa là bây giờ là phải chống với bệnh nữa, có nghĩa là vừa mua đồ ăn khó mà vừa chống với bệnh khó. Cái này là clip thực tế luôn anh em, chứ không phải là dựng hay là nói đồ sai đâu, đây là thực tế luôn. Rất là nhiều người ta chờ không được, người ta bỏ về nha anh em, và chưa chắc đó là lát nữa vô trong là có đồ ăn để cho anh em mua luôn. Nó một điều gì đó, chưa chắc là lát nữa vô trong là có đồ ăn cho anh em mua luôn. Anh ngồi rảnh là tám với anh em mà cái khâu mà cái lương thực yếu kém cực kỳ luôn anh em ở mình đó. Chung mà cái đó mình không thể nói được, nói là đi tù á anh em, rất là đông luôn, đông ơi là đông. Bốn mươi lăm phút rồi chưa biết cái vô trong cái siêu thị là gì luôn nè. Hàng mắt mờ luôn, nhừ luôn à, thế này nè, mờ lắm luôn á nè, đuối lắm luôn, phải cố gắng chịu đựng. Hậu quả hơn 20 ngày chưa ra đường á nè, đây là lần đầu tiên hít thở không khí trong lành, chắc tầm một tiếng thì mình sẽ được vô trong mua đồ nha anh em. Thấy không, người xếp hàng rất là đông ở phía trước mình. Thì sau thời gian chờ mệt mỏi là hơn một tiếng thì mình vẫn đã mua được. Và tại vì mình không có quay là bởi vì mình chia sẻ cho anh em thế này, tại vì mình phải tranh thủ mình vô mình mua nhanh lên để cho người khác còn người ta chờ xếp hàng nữa, không có thể mà vô quay nói cho anh em được. Nhưng mà hiện trạng nó thì rất là đông, rất là, nói chung là nó rất là cảm giác khó chịu, rất là mệt mỏi anh em. Nói chung mình tranh thủ mình mua và giá nó cũng không có thể nào rẻ đâu nha anh em. Và mình mua rau, mình mua đủ ăn thôi. Đây là một bó rau và mấy trái cà chua. Còn đa số là mua nước ngọt uống thôi, nước ngọt và bánh. Nước ngọt và bánh thôi. Thì giá nó cũng rất là mắc hơn ngày thường xíu á, mình cảm giác được, tại vì mua một xíu đây là gần cả triệu anh em. Cả triệu mà không có gì đâu. Là mình là bó rau muống nè, rau muống là anh em thấy không? Rồi trái dưa hấu mà 10 trái cà chua. Rồi sữa lại nước ngọt thôi. Sữa lại nước ngọt, bánh hết rồi. Lại trái chuối nè, nãy chuối. Hình như có bill nè, đây, đã đọc bill cho anh em. Thì nó bao gồm cái này mười mấy rồi ba cái muối mười mấy thôi. Thì đọc giá rau cho anh em nè ha. Chữ là rau thôi. Nói chung là giống như thời bao cấp rồi anh em, mà còn sợ nữa, có nghĩa là sợ đứa nào lỡ F0 cái là chết bà nội luôn á. Đứa nào F0 á. Nãy chuối này là 30.000 nè anh em. 4 trái chuối 30.000 nè. Đây nè nha anh em. Đó. Rồi trái dưa hấu. Trái dưa hấu là 17.000 ký, trái dưa hấu nhỏ xíu là 34.000 như đây nè. Làm biến lấy rau anh em. Rau muống là 9.000. 9.000 rau muống. Đây. Đó, rau muống 9.000. Rau muống 9.000. Để lấy cho anh em hình dung cái trái dưa hấu ba mấy ngàn nha. Đây đây cái trái dưa hấu nè. Đó. Dưa hấu nhỏ gì. Đó, rồi à. Cho anh em biết tình hình thôi nha, chứ mình
Mướp là 32.000. 32.000 mướp. Là 32.000 là gồm như đây nè anh em. Cho anh em hình dung nha, chứ là mình cũng ít đi chợ mình không biết. Đây, quay cho anh em thấy. 32.000 mướp là như đây. Là gồm đó, mướp nó không có ngon đâu anh em. 5 trái mướp rồi. Cà chua là 22.000 10 trái nè. Cà chua là 22.000 10 trái. Rồi anh em. Rồi hết rồi, ba cái nước ngọt thì 9.500, 10.000. 10.000, 9.500 không có nói. Rồi xong rồi như đó hết rồi đó anh em. Rồi tổng cộng của mình là bao gồm là hai cái bill. Bao gồm là 900.000. Hai bill là 900.000. Đó. Thì nó có như đó thôi à, chủ yếu nước ngọt cái lại như đó thôi đó. Đồ như đó thôi là 900. Chung mà đó là giá, chứ mày thường mình cũng có đi, mấy đứa em mình nó đi mình cũng không biết giá như thế nào. Đó là chia sẻ lại cho anh em. Và lần đầu tiên ra đường thì cảm giác sao Bi? Cảm giác thoải mái đúng không? Cảm giác mát mẻ đúng không? Thì lần đầu tiên ra đường cảm giác mát mẻ luôn, mà đi rất là lâu, rất là mệt luôn anh em. Thì có thể nói là lương thực thì mình chia sẻ lương thực ngoài đó thì nó cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn thiếu nha. Không có trứng gà nè, trứng gà trứng vịt là hết luôn á. Có cá, có thịt gà, rau củ thì đa số là bí đỏ, bí đỏ là nhiều, rồi rau muống là nhiều, chứ nó không có đa dạng nhưng mà nó nhiều, nói chung là đủ để mình sống qua ngày. Đó, đó là những cái mà mình chia sẻ là hiện tại ở Sài Gòn như thế nào. Và người sắp lớp mệt lắm, nói chung ai cũng phải sắp hàng cũng phải cả tiếng mới được mua được, chứ không phải riêng mình. Và nhất là những cô á, những cô thì đi rất là lâu. Còn như mình là mình vô mình không thể quay cho anh em xem được, nói thẳng luôn cái ý thức của mình không thể quay mà nói sao láp được. Mình quay vẫn bình thường thôi, nhưng mà phải tranh thủ vô mua nhanh để cho người sau người ta đi chờ. Nó có những cô mà phải chống gậy đi luôn mà phải mua đồ á, bây giờ không mua đói sao? Bởi vì sao anh em? Bởi vì là hơn 20 ngày là người ta đã hết lương thực rồi, người ta phải bắt buộc người ta phải đi ra ngoài người ta mua, bắt buộc luôn anh em, chứ không thể nào mà ăn thêm được nữa. Như mình là ăn mì tôm quá mệt luôn và cảm thấy tiều tị lắm luôn á. Và được phát một cái phiếu đi chợ là mình đi liền để mình mua một xíu rau để bổ sung cho cái bản thân mình, và một xíu sữa để mình bổ sung vô thêm, và thèm miếng bánh thì ăn thêm miếng bánh. Đó là những gì mình chia sẻ. Nếu như mình cho hai chữ, nếu như mà mọi người đừng có đi lung tung, chịu khó chịu khổ giống mình 15 ngày thôi là đã hết dịch rồi. Thiệt sự luôn, mình cảm thấy là Trung Quốc rất là gọi nó là Trung Quốc rất là thâm thôi anh em ha. Trung Quốc là thâm, có nghĩa là bỏ qua cái trường hợp mà cái con Covid nó xuất phát từ Trung Quốc, nó chế tạo đi, cho nó bỏ luôn. Bây giờ mình suy nghĩ tốt cho nó luôn là nó nhiễm Covid. Cái con Covid là con virus gì đi, mình không có nghĩ tới chuyện nó chế tạo, nó nhiễm. Nhà ở Trung Quốc nhiễm nhưng mà nó không có chịu cách ly khu vực của nó. Nó để cho dân của nó đi lây tùm lum. Đó, nhất là qua Ấn Độ đi lây tùm lum. Ví dụ như mình đi, bản thân mình một chiếc xe á, mà nó hỏng hay là nó bị hư cái gì đó đi, thì một người có tâm á, thì người ta sẽ phích lỗi hoặc là người ta sẽ làm gì đó để người ta đem ra thị trường. Còn những người mà buôn bán không có tâm á, thì người ta sẽ bù phép để người ta đem ra thị trường. Thì giống như cái việc mà Trung Quốc này nó để con virus đi ra ngoài đó, nếu như mà ví dụ nó mà như Việt Nam mình đi, thì Việt Nam mình sẽ đóng hết lại, đóng lại để mình điều trị Covid đó, là nó sẽ không lây lan ra ngoài. Cái này là anh em phải suy nghĩ một điều đi, nó cố tình hay là gì đó. Đó thấy anh em, đó cái đó là một điều rất là đơn giản, ví dụ giống như là một con xe vậy thôi. Đó thì sau cái mùa Covid này chúc anh em nhiều sức khỏe. Thì cái clip này đã quay là cho anh em biết tình hình ở Sài Gòn hiện tại như thế nào thôi. Và mình thấy là người dân cũng đi lại cũng rất là nhiều nha. Người dân cũng đi lại, không phải là đi bộ ra đi chợ giống mình đâu. Có nghĩa là cái giấy này nè, nó chỉ cho đi á, trong cái khu vực mình vòng vòng thôi, bán kính bao nhiêu mét thôi. Có nghĩa là từ đây đi qua đó siêu thị mình là tầm 200-300 mét. Nhưng mà mình thấy nhiều người vẫn đi xe máy đồ lung tung lắm nha anh em, chứ không phải là đàng hoàng đâu nha. Đó thì mình đi bộ ra 200 mét là siêu thị gần nhất khu mình ở, có nghĩa là người ta sẽ ghi những cái địa chỉ gần nhất ở cái khu mình ở anh em, để mình đi bộ ra mình mua thôi. Đó, để hạn chế phức tạp nhất có thể. Và mình bắt bắt
bóc vào đường cùng mình mới đi mua, chứ nếu như mà mình có khả năng là mình vẫn cố gắng ở trong nhà mình trụ tiếp đó, thì người ta phát tờ giấy ở đây là có 6 cái địa chỉ, 9 cái địa chỉ là nó gần gần mình, là những cái siêu cột cây đồ anh em, Bách Hóa Xanh, siêu cột cây, Vinmart đồ mà anh em ở Sài Gòn anh em hay ăn á, GS25 đồ đó anh em đó. Rồi đó là một cái chia sẻ kinh nghiệm của mình dành cho anh em. Rồi cảm ơn anh em mà nhớ subscribe cho kênh của Minh Biker nha. Cảm ơn ở đây rất là nhiều. Hẹn gặp lại.